Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và hôm nay Thuận thật sự đã cảm thấy được là mùa hè đã đến. Tại vì thường đó thì lúc nào video các bạn đã nhớ là nhiều khi cũng rất là trễ. Nhiều khi 8-9 giờ tối thì trời đã tối rồi. Bây giờ hôm nay thì sớm hơn khoảng chừng là 6 giờ rưỡi tối mà thôi nhưng mà trời vẫn còn sáng. Và khi mà vào hè thực sự rồi đó thì ban đêm khoảng chừng là 9 giờ tối đó trời vẫn còn sáng thì cho thường thêm động lực để làm video các bạn chứ nhiều khi thường làm công ty xong rồi dành thời gian để mà đọc tài liệu làm video đó đến lúc làm xong cũng thả rất là trễ rồi cho nên những bạn nào mà theo dõi thuận từ hoa kỳ đây thì cũng thông cảm tại vì thuận biết nhiều khi thuận up video đó lúc đó đã là khoảng chừng 11 giờ đêm giờ cali rồi thì những bạn ở cali à, cũng đã đi ngủ rồi chứ đừng nói tới những bạn hay những tiểu bang như là texas new york lúc đó đã là một hai giờ sáng của các bạn rồi còn ở việt nam đó thì lúc đó Khoảng chừng là 1-2 giờ chiều Tôi cũng thường cố gắng làm video sớm nhất Có thể như là cuối tuần Nhưng mà thường thì các bạn không biết là thời gian có hạn Rồi chúng ta bây giờ hãy nói tới một số Những cái thông tin ở bận ngày hôm nay Thì đầu tiên hết các bạn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay là một màu đỏ luôn chúng ta đã thấy được là chỉ số Nasdaq đã xuống gần 2% S&P 500 đó xuống 1.5% và Dow Jones nó xuống hơn 1% nhưng mà ngược lại đó khi mà thị trường đóng cửa thì những chỉ số pre-market như là futures bây giờ thì xanh lại một chút chúng ta có chỉ số Nasdaq futures thì tăng tới 1.37% một phần lớn là tại vì sau khi đóng cửa chúng ta có một loạt những công ty công bố quý 1 và thông tin thì rất là tốt các bạn nhưng mà có một số điều cần phải lưu ý đó là điều mình cũng chia sẻ với các bạn một lát nữa còn về hợp đồng của dầu thì sao thì các bạn thì hợp đồng của dầu bây giờ thì vẫn ở mức là dưới 80 đô 77 đô cho một thùng dầu hợp đồng của vàng đó thì cũng như ngày hôm qua các bạn 2006 đô cho một ounce vàng BTC sao các bạn BTC đó thì chúng ta đã có một sự hồi phục rồi bây giờ chúng ta đã trở về mức là 28.000 đô hiện bây giờ là 28.325 các bạn trong vòng mấy giờ qua đó BTC đã có một cái sự hồi phục rất là nhanh từ cái mức thấp là khoảng chừng 27.200 đô các bạn cách đây chỉ khoảng chừng 8 giờ đồng hồ thôi thì đã tăng lên 1000 đô rồi. Còn về những đồng khác thì sao các bạn? Những đồng khác đó thì cũng tương tự như BTC. Các bạn thấy được là tăng trưởng nhưng mà phần lớn nó cũng không có tăng bằng BTC. Chúng ta nhìn những đồng lớn như là Ethereum thì tăng 1.5% trong khi BTC tăng 3%. Chúng ta có BNB tăng khoảng chừng là 2%. Các bạn XRP cũng cỡ đó, Cardano cũng vậy. Trong top 100 này ra thì chúng ta có đồng tăng trưởng nhiều nhất là Injective uh, tăng 17% và Render tăng 13.5, Radix uh, tăng 12.8 các bạn. Đó là ba đồng mà có cái sự tăng trưởng nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua Những đồng mà xuống nhiều nhất đến thì chúng ta chỉ có PancakeSwap xuống 7.2 mà thôi Và chúng ta nhìn vào một số những thông tin on chain trước đi Thì các bạn đã thấy được là chỉ số NUPL ở trên classno đó Hiện bây giờ cho thấy chúng ta vẫn đang nằm ở trong cái dùng màu nâu này Dùng màu nâu này đó có nghĩa là cái dùng gì? Nghĩa là cái dùng Optimism các bạn, nghĩa là cái dùng lạc quan À, chúng ta vẫn chưa bước vào cái dùng màu xanh lá cây Nghĩa là cái dùng có lòng tin các bạn Believe chúng ta vẫn còn đang nằm trong cái dùng đó Hiện bây giờ Và chúng ta nhìn vào cái phần trăm BTC đang có lời đó Thì hiện bây giờ cũng không phải nhiều lắm đâu Chúng ta đã thấy được là cái phần trăm BTC đang có lời hiện bây giờ đó Khi dùng zoom vào các bạn thấy được là ở mức 74.12% Cái phần trăm này coi như cũng trung bình mà thôi các bạn Nếu như mà nói nhiều đó Thì chúng ta phải thấy cái phần trăm này lên tới hơn 95% Còn về cái thông tin liên quan đến chúng ta thấy BTC rời khỏi khỏi sàn hay là này nạp trở vào sàn thì à, các bạn thấy được là BTC sau cái thời điểm mà chúng ta có sự kiện FTX đó, thì đó là cái đợt mà nhiều BTC rời khỏi sàn lần cuối cùng mà chúng ta biết rồi sau đó đến thời điểm khoảng chừng là giữa tháng 12 tới bây giờ thì cái số lượng BTC cũng cơ đó các bạn zoom vào thời gian ngắn hơn nữa, thì các bạn thấy được là chúng ta cũng đã có một cái sự tăng trưởng của số lượng BTC gửi lên trên sàn vào thời điểm là khoảng giữa tháng 4 cho đến thời điểm là khoảng ngày 21 tháng 4 cái tiền 4 ngày thì đây cũng là cái thời điểm mà chúng ta thấy là BTC có một cái sự điều chỉnh giá xuống từ 31.000 xuống còn khoảng chừng là 27.200 đô à, thì lý do tại sao chúng ta lại thấy cái số lượng BTC được gửi lên trên sàn như vậy thật ra khi mà zoom ra chúng ta cũng thấy là không phải con số mà đáng kể đâu nhưng mà cũng là cái số lượng cao hơn so với lại những tuần trước đó thì một trong những cái lý do đó khi các bạn zoom vào một cái biểu đồ uh, có tên là uh, miners MPI Thì đây là một cái chỉ số đo lường Không phải là cái số lượng BTC gửi lên trên sàn từ những cái thợ đào Mà là cái số lượng BTC trung bình gửi lên trên sàn so với 12 tháng qua là như thế nào Có nghĩa là không phải là đo cái số lượng chính xác mà đo cái số lượng tương đối mà thôi Mỗi lần mà chúng ta thấy được là cái đường màu xanh dương này tăng lên Nhất là qua khỏi cái đường chấm chấm màu đỏ này Có nghĩa là chúng ta có động tĩnh là những thợ đào di chuyển BTC nhiều hơn là cái mức trung bình 12 tháng trước đó thì đây cũng là một dấu hiệu thời đào có thể là bán BTC và lần cuối cùng chúng ta thấy cái sự kiện này đó là vào ngày 20 tháng 4 các bạn cách đây khoảng chừng là năm ngày nhưng mà sau đó chúng ta đã không thấy hiện tượng này nữa sau đó thì các bạn thấy cái đường màu xanh dương này đã trở về dưới cái vùng màu đỏ này thì có khả năng rất cao là cái mà chúng ta nhìn thấy đó cái số lượng BTC này được gỡ lên trên sàn có thể là đến từ một số những cái thợ đào họ nhân cơ hội giá của BTC đang ở một cái mức tốt trong thời gian gần đây để mà họ bán bớt một số BTC nhưng mà hiện tượng đó bây giờ cũng không còn nữa các bạn thì nếu nếu như mà các bạn muốn biết gần đây đã, ai có động thái bán thì khả năng là chúng ta thấy thợ đào bán một phần nhưng mà cái đợt mà điều chỉnh gần đây đó các bạn đã nhớ là cái thông tin khi mà chúng ta thấy cái hiện tượng này xảy ra đó chính là liên quan đến có 16.000 BTC được bán ở trên Binance Spot cái số lượng BTC đó đó thì uh, trên khả năng là không thể đẩy giá BTC xuống từ cái mức 31.000 mà đẩy xuống tới cái mức là 27.000 như vậy à, một phần đó chính là chúng ta thấy là khi mà có số lượng BTC bán một số lượng như vậy thì dẫn đến là giá đi xuống một phần dẫn đến là nhiều lệnh long về thanh lý và chúng ta thấy hiện tượng long squeeze đẩy giá xuống tới cái mức là khoảng 27.000 đô và chúng ta đã giữ được cái mức giá đó từ ngày 22 tới bây giờ nghĩa là trong 3 ngày qua và hôm nay chúng ta có một cái sự hồi phục và chúng ta nói tới Ethereum đi thì chúng ta có thấy điều tương tự xảy ra với Ether hay không thì uh, câu trả lời là không các bạn khi chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh này đại diện cho cái số lượng Ether trên sàn đó thì chúng ta đã thấy được là Ethereum không giống như BTC chúng ta không thấy dấu hiệu là có thêm Ether đẩy lên trên sàn. Mặc dù chúng ta đã có cập nhật sang hai, thì trước khi mà có cập nhật đó, có rất là nhiều người nói là chúng ta sẽ thấy giá của đâm. E thì khả năng đó đó, uh, chúng ta đã nói tới trên channel nhiều lần rồi. Khả năng đó là không có cao. Đương nhiên điều gì cũng có thể xảy ra được. Nhưng mà trước khi mà có việc sang hai, đó thường đã làm nhiều video chia sẻ với các bạn là chúng ta trước hết là cần phải hiểu là không phải ai cũng sẽ rút và tất cả những người rút cũng không phải là rút để bán lập tức đâu. Có thể là họ rút vì một lý do nào đó chứ không phải là rút để mà bán lập tức. Có thể là họ không muốn stick với dịch vụ đó nữa hay là trước đó họ stake với sàn bây giờ họ cảm thấy không an tâm họ muốn đem về ví để mà tự stake và chúng ta cũng có những cái sự kiện xảy ra giống như liên quan đến sàn Kraken thì sàn Kraken à, đã thỏa thuận với SEC là sẽ ngưng cung cấp dịch vụ staking cho Ethereum cho nên họ bắt buộc là phải rút ra cho nên không hẳn là chúng ta sẽ thấy nhiều người đẩy Ether lên trên sàn để mà bán sau khi mà họ unstake và tài liệu on chain cũng confirm điều đó các bạn cho chúng ta thấy được là không có dấu hiệu là nhiều Ether đẩy lên trên sàn khác với lại cả BTC BTC ít nhiều vì chúng ta thấy có một chút xíu dấu hiệu là trong thời gian khoảng chừng 7 ngày qua thì có một chút xíu BTC đẩy ngược lên trên sàn so với lại rút ra nhưng mà đối với Ether thì không có dấu hiệu đó cứ tiếp tục thấy Ether mất đi một phần ở ở trên sàn giao dịch và chúng ta có thể nhìn thấy được là dựa theo crypto coin thì phần trăm staking đã từ từ hồi phục trở lại chúng ta nên nhớ là sau khi mà có cập nhật sang hai đó thì những ngày đầu tiên chúng ta thấy có nhiều ether rời khỏi staking hơn là tiếp tục nạp vào nhưng mà bây giờ dựa theo tài liệu của crypto coin thì tình hình đã, đã ngược lại rồi chúng ta thấy càng ngày càng có nhiều ether trở về để mà tham gia vào staking và chi tiết hơn đó là các bạn thấy được là tới bây giờ chúng ta vẫn còn 17.49 triệu Ether tham gia vào staking có nghĩa là từ khi mà có kim nhật sang hai tới bây giờ đó cái số lượng nạp vào và rút ra đó thì chúng ta chỉ âm có 2.8% mà thôi con số thực sự không có nhiều như là nhiều người nghĩ và chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số phần trăm của Ether State bây giờ là gần như khoảng chừng 15% các bạn 14.87 và một điều nữa đó các bạn đã để ý thấy ở trên màn hình là cái số lượng Ether chờ để có thể được rút trong vòng 12 giờ tới đó là một con số không đáng kể so với lại cái volume của Ethereum chỉ có 2,9 ngàn y tờ thôi là khoảng 5.56 uh, triệu đô la thôi các bạn Và chúng ta nhìn vào tổng số lượng chờ đợi Đợi tới phiên mình rút đó Bây giờ đã giảm xuống Còn 614 ngàn y tờ là khoảng 1.15 tỷ Con số này các bạn thấy được là gần đây mỗi ngày cứ giảm xuống Có nghĩa là chúng ta không thấy nhiều người tiếp tục muốn rút y tờ nữa Cho nên con số này đó, nó mới xuống theo như vậy Và chúng ta có thể nhìn thấy được là Từ lúc mà có Shanghai tới bây giờ đã có 1.69 triệu y tờ rút tổng cộng Nhưng mà cái số nạp ngược trở vào out of. là khoảng 1.16 triệu các bạn Có nghĩa là chúng ta thấy được là cái con số nạp vào từ từ tăng lên Và tôi nghĩ là trong thời gian khoảng chừng là vài tuần tới Con số nạp vào sẽ còn cao hơn cái con số rút ra Và chúng ta thấy được là cái số lượng Ether stake Không những là không có thấy mất đi mà còn sẽ tiếp tục tăng lên nữa Cho nên đối với Thuận bây giờ đó Thuận cảm thấy là rất rõ ràng Là cái ảnh hưởng liên quan đến giá của Ether Sau khi có game sang hai là hầu như là không có Cho nên chúng ta cũng sẽ không có cần phải theo dõi thông tin này liên tục nữa đâu Chúng Thuận chỉ muốn chia sẻ với các bạn Cho các bạn thấy được là chúng ta hiện bây giờ không còn có nhiều y tờ chờ đợi đi được rút nữa và ngày cái số lượng đó càng sẽ giảm xuống cho đến khi nào mà giải quyết hết rồi tôi muốn chia sẻ với các bạn nhanh một số những thông tin liên quan đến cập nhật quý 1 một, một số công ty lớn chúng ta có hai công ty các bạn thứ nhất là Microsoft và thứ nhì đó chính là Alphabet thì hai công ty này đó đều cho thấy được là họ có một cái thu nhập rất là tốt tốt hơn là cái ước tính các bạn tính theo cái tổng thu nhập hay là tính theo cái thu nhập của từng cổ phần thì họ vẫn cho thấy được là họ có một cái quý một rất là như ý muốn à, nhưng mà một phần á, của cái lý do là tại vì cắt giảm chi tiêu các bạn các bạn đã nhớ là năm vừa rồi đã rất nhiều những công ty công nghệ thì cổ phiếu của họ xuống tơi tả luôn và có rất nhiều à, những cái quyết định liên quan tới cắt giảm chi tiêu cắt giảm nhân viên thì một phần đó là trong quý một này họ đã có thêm thu nhập một phần khác nữa đó là họ cũng đã giảm đi nhiều chi tiêu nhưng mà điều mà các bạn thấy là nhiều người khiến cho lo lắng hơn đó chính là chúng ta nhìn vào một số những cái công ty thức ăn nhanh giống như là McDonald's hay là Chipotle Chipotle là cái chuỗi thức ăn nhanh đồ Mexico đó thì cả hai cái công ty này đều cho thấy được là họ có một cái quý một rất là tốt và thậm chí họ nghĩ là từ đây đến cuối năm họ sẽ có một năm thu nhập rất là tốt lý do tại sao lý do đó Tại vì uh, mọi người nói bây giờ nhiều người đang lo lắng về tình hình kinh tế và đã cho thấy được là nhiều người đã đến ăn ở McDonald's hay là Chipotle hơn. Và ở trong cái thông tin này đó cũng cho thấy được là những người mà có thu nhập cao hay là thu nhập thấp đó, thì họ đều đến ăn ở những quán nhanh như là McDonald's hay là Chipotle. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế đang có nhiều người lo lắng cho nên họ mới chuộng những cái chỗ thức ăn nhanh với giá rẻ như vậy. Tôi nghĩ là gần đây chúng ta nhìn rất là nhiều những cái dữ liệu cho dù các bạn nhìn vào dữ liệu liên quan đến GDP hay là chúng ta nhìn vào cái dữ liệu liên quan đến à, cái cách mà người tiêu dùng sử dụng tiền hay là chúng ta nhìn vào giá của hợp đồng dầu đó đều cho thấy được một điều là nền kinh tế thực sự là đang trong cái tình hình là chậm lại hoặc là có thể là đi vào suy thoái rồi chúng ta mới thấy những hiện tượng như thế này và như thường chia sẻ với các bạn đó ngài thường lại càng nghe nói tới nhiều người mà thường biết thất nghiệp hơn trước đây đó chúng ta chỉ nghe nói trên báo chí mà thôi và các bạn hãy nhớ là trước đây đó tình thất nghiệp của hoa kỳ thì nó hầu như là tồn động lại trong một ngành nào đó giống như là chúng ta nói nói tới là cái ngành liên quan đến công nghệ thì nhiều người bị sa thải trước đó rồi sau đó chúng ta thấy được là cái ngành liên quan đến cho vay à, ngân hàng à, cũng bị sa thải các bạn tại vì lãi suất tăng cao khiến cho không còn nhiều người đi vay nữa bây giờ các bạn thấy được là nhiều ngành nghề khác không có liên quan trực tiếp đến lãi suất đã có dấu hiệu sa thải nhân viên thì nhìn góc cạnh nào chúng ta cũng đều thấy được là nền kinh tế đã chậm lại mặc dù là cái phần trăm thất nghiệp bây giờ nó vẫn thấp nhưng mà nó cũng giống như tất cả những cái chi số khác các bạn khi mà chúng ta không để ý thì nó nó tăng rất là nhanh nó cứ im lặng im lặng rồi lại có một cái sự tăng vọt tới lúc mà chúng ta có phần trăm thất nghiệp tăng vọt rồi thì rất khó để quản lý cho nên khi mà chúng ta nhìn vào tất cả những thông tin này đó thì hầu như là PCE cuối tuần này ra sao ta cũng không có quan tâm nhiều đâu các bạn tuy là chúng ta muốn là PCE hay là CPI đây những chỉ số phần trăm lạm phát cho thấy là chúng ta tiếp tục giảm xuống nhưng mà trên căn bản đó thì mọi người đều nghĩ là Fed cho dù cái chỉ số phần trăm lạm phát ra sao đi nữa đó thì Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa và hiện bây giờ 76.1% nghĩ là cuộc họp tuần sau của Fed sẽ tăng 0.25 nhưng mà sau đó sẽ không tăng nữa các bạn các bạn nhìn thấy được là những cái hợp đồng tương lai những tháng sau đó đó thì 65% của tháng 6 nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất sau cuộc đợt tăng này tháng 7 đó chúng ta thấy được là 48% nghĩa là Fed vẫn sẽ tiếp tục giữ ở mức là 5 tới 5.25 và mãi cho đến tháng 9 trong cuộc họp đó có nghĩa là chúng ta thấy bây giờ chỉ tháng 4 mà thôi. 5 tháng sau thì Fed mới giảm lãi suất. Đó là cái suy nghĩ dựa theo hợp đồng tương lai hiện bây giờ. Tại sao lại như vậy? Tại sao mà nhiều người nghĩ là Fed sẽ không tiếp tục tăng nữa? Tại vì thứ nhất là phần trăm lạm phát đã suy giảm theo cái ý muốn rồi. Thứ hai nữa là chúng ta thấy được là có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến ngân hàng bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ tình hình như thế nào hầu như rất là im lặng các bạn chúng ta chỉ nghe những lời chứng ngang mà thôi trong khi mà các bạn thấy được là cổ phiếu của First Republic đã giảm gần như 50% ngày hôm nay rồi Lý do tại sao thì nó chia sẻ trong video ngày hôm qua Họ đã có một cái quý một coi như là cũng tệ nhưng mà không có tệ như là nhiều người nghĩ Thì trên căn bản đó cổ phiếu một là giữ nguyên hay là có cái sự tăng trưởng Nhưng mà ngược lại đó thì họ đã thông báo là cái số lượng tiền gửi trong ngân hàng của họ đã giảm 40% rồi Có nghĩa là giảm nhiều hơn là ước tính Và đây là tính luôn cái phần mà 30 tỷ đến từ 11 ngân hàng lớn tôi là chúng ta không biết được là sự thật đó những ngân hàng nhỏ của Hoa Kỳ bây giờ còn gặp vấn đề hay không cho dù là đúng sự thật là mọi người nói là không còn vấn đề gì nữa đừng có lo có thể là như vậy nhưng mà nếu như Fed tăng lãi suất thì điều đó cũng sẽ đủ làm cho nhiều người lo lắng cho nên khả năng mọi người nghĩ là Fed sẽ không thể cứ tiếp tục tăng lãi suất nữa và cái đợt này sẽ là cái đợt cuối cùng nhưng mà còn một khả năng nữa à, cho bạn thấy được là tại sao mà First Republic lại giảm nhiều về ngày hôm nay tại vì Jim Cramer các bạn, Jim Cramer ngày 10 tháng 3 nói là FRC nghĩa là cổ phiếu First Republic là điều chúng ta cần phải nên chú ý. Very good bank <laughs> lúc đó là lúc giá 85 đô các bạn, thì bây giờ giá đã xuống chỉ còn có 8 đô mà thôi, giảm <laughs> 90% trong thời gian chỉ có một tháng. Thôi chúng ta không có nói dở nữa, bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những cái thông tin nổi bật khác liên quan đến crypto thì cho dù là chúng ta thấy được là có nhiều cái sự lo lắng ở trên thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô nói chung nhưng mà nói về crypto đó chúng ta vẫn tiếp tục thấy nhiều sự tiến triển hôm nay nên thì chúng ta có công ty Visa và cho mình các bạn đó đây là cái thuyết đến từ người mà đứng đầu bộ phận crypto ở công ty Visa các bạn Visa là công ty mà phát hành thẻ tín dụng đó nhiều bạn sử dụng thường xuyên thì công ty Visa họ đang thúc đẩy tìm kiếm nhiều developer trong hệ crypto này có kinh nghiệm để thúc đẩy việc chấp nhận các blockchain công cộng và thanh toán stablecoin. Visa đang tìm kiếm những ứng viên hiểu rõ về các giải pháp tầng 1 và tầng 2 cũng như là có kiến thức viết hợp đồng thông minh bằng Solidity, ngôn ngữ lập trình của Ethereum. Các công ty đó các bạn thấy được là cho tới bây giờ rất rõ ràng đã điều muốn gây dựng trên mạng lưới của blockchain công cộng. Bây giờ thường nghĩ là điều đó ai cũng nói là ờ ừ, đương nhiên rồi, điều này mà ai chẳng biết, nhưng mà thật ra đó cách đây nhiều năm năm 2017 và 18 đó khi mà thuận chia sẻ là những công ty lúc đó có nhiều cái tin phết là những công ty này đó họ chỉ sẽ sử dụng cái blockchain tư nhân của họ mà thôi họ sẽ không bao giờ sử dụng blockchain công cộng cho nên không có lý do gì mà họ cần phải sử dụng token hết các bạn hãy nhớ là một trong những cái điều mà không đúng sự trước đây mà người ta hay nói là chỉ cần blockchain không có crypto cũng được nhưng mà điều đó là không hay nào các bạn blockchain đi cùng với crypto và nhất là chúng ta nói tới blockchain công cộng bây giờ rất rõ ràng là công ty nào cũng muốn sử dụng công cộng này các bạn tại vì đâu có ai tin tưởng blockchain tư nhân đâu và blockchain tư nhân trên căn bản đó đối thường chỉ là một cái cơ sở dữ liệu tập trung mà thôi chúng ta cũng đâu cần blockchain những gì mà họ đang có bây giờ đã giải quyết được vấn đề của họ rồi lý do tại sao họ tìm đến blockchain công cộng là họ muốn có một cái sự công khai và an toàn hơn điều này ngày càng rõ ràng hơn các bạn và không chỉ riêng là chúng ta nói tới visa mà ngày hôm nay đó chúng ta cũng có thông tin từ Deloitte Deloitte các bạn đã biết là một trong big four bốn của ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu và cũng như visa đó khi mà người ta lên trên LinkedIn thì trên LinkedIn có một cái phần để các bạn có thể xem coi là ai đang tuyển dụng thì ở trên LinkedIn cho thấy được là Deloitte có khoảng chừng là 300 31 vị trí cần tuyển dụng liên quan đến crypto các bạn và phần lớn đó đều được đăng cái tay chỉ một tuần mà thôi có nghĩa là có một ai đó đang đăng tuyển dụng rất nhiều cho công ty Deloitte này và khi mà chúng ta so sánh với những cái công ty Big Four khác như là EY, KPMG các bạn tại vì KPMG là công ty mình Thuận làm trước đây thì khi mà Thuận rời khỏi KPMG đó, lúc đó họ cũng không có lòng tin vào crypto đâu hy vọng là họ đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi và PwC thì không thấy có hiện tượng tương tự nghĩa là chỉ có Deloitte là có thông tin mướn người liên quan đến crypto mà thôi và các vị trí tuyển dụng đó thì bao gồm là cung cấp kiểm toán cho các giao dịch crypto và blockchain thiết kế các mô hình quản trị quản lý rủi ro và đánh giá đầu tin cậy của các blockchain thì hiện bây giờ đó có một số uh, bài báo đã liên hệ với Deloitte hỏi có tại sao họ lại muốn nhiều người như vậy thì công ty Deloitte họ vẫn chưa có trả lời nhưng mà nếu như mà Deloitte tin tưởng là trong dòng những năm tới đây đó crypto sẽ trở thành một phần rất là lớn của thị trường tài chính chúng ta ngày lại càng sẽ có nhiều sàn giao dịch nhiều công ty cung cách crypto web 3 NFT hơn thì những công ty đó cũng sẽ cần những cái nhân viên kiểm toán họ cũng cần những người để có thể là tư vấn cho họ liên quan tới mô hình quản trị của Euro cũng như tất cả những công ty tài chính khác và nếu như mà đó là sự thật đó, thì Deloitte sẽ là một trong những công ty đi đầu trong Big Four họ sẽ có thể mướn trước được rất nhiều người có tài và khi mà thị trường crypto cần dịch vụ đến từ Big Four thì Deloitte sẽ là công ty đứng đầu để có thể nhận những cái job đó nhưng mà chúng ta hôm nay đó cũng có một cái thông tin đáng tiếc nhất là dành cho những người nào mà đang chờ đợi để nhận được tiền đến từ Voyager thì sau một cái thời gian các bạn đã biết là có nhiều sóng gió thì Binance US có nghĩa là cây chi nhánh ở Hoa Kỳ đó đã hủy bỏ kế hoạch mua lại tài sản của Voyager lý do tại sao đó thì các bạn thấy được là Binance US nói là môi trường pháp lý thù địch và không chắc chắn ở Hoa Kỳ đã tạo ra một môi trường hoạt động không thể đoán trước ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Nó cũng rất là thú vị các bạn, tại vì các bạn đã nhớ đó là SEC tìm đủ mọi cách để mà ngăn chặn tài sản của Voyager bán cho Binance US. Các bạn đã nhớ là tài sản của Voyager là trước đó là đăng lý đâu phải được bán cho công ty FTX. Các bạn đã nhớ là Voyager là công ty mà các bạn gửi lấy lại rồi họ cũng sụp đổ cùng với là những công ty tương tự như là Celsius trước đây. Thì sau khi mà FTX cũng khai bởi phá sản đó thì Voyager lại phải dùng một thời gian để mà kiếm một người khác để mà mua lại tài sản của mình và Binance US là người mà cuối cùng đã chiến thắng cái cuộc đấu giá và giành được cái quyền để mua lại tài sản của Voyager với chiến lược là sau khi mua lại đó thì sẽ để tài sản đó trên Binance US và những nạn nhân có thể tạo tài khoản ở Binance US để mà lấy lại tài sản của mình và các bạn đang thấy là vì một lý do nào đó là SEC luôn muốn chống đối với Binance US và nói là không cho phép họ thu mua tài sản này rồi ra tòa thì các bạn hãy nhớ là quan tòa đã Nhiên về bên bang US nói là SEC không có thẩm quyền để mà ngăn cản cái thương vụ này nhưng mà bây giờ ban US không thèm mua nữa các bạn. Bây giờ đó thì sẽ tính như thế nào? theo những cái thông tin được chia sẻ bởi cái thuy chính thức của Voyager thì hình như là họ cũng đã quá mệt mỏi rồi các bạn Họ đã kiếm được FTX rồi sau đó cũng thất bại vì họ có kiếm Binance US bây giờ cũng thất bại Thì bây giờ Voyager sẽ hầu như là theo đồng hiểu là họ sẽ tìm cách để mà trả lại cái số tiền này cho những nạn nhân Cái phần còn lại bao nhiêu họ sẽ trả bấy nhiêu nhưng mà không rõ là chi tiết như thế nào họ vẫn chưa có công bố